gì hết. Tắm trẻ quá rồi nó chui xuống nước à. Nó sợ mình đập đầu cho nó chảy máu hả ba? Sao nước nó màu đen vậy ba? Tại vì mấy con cá sấu dơ mà nó hâm mình ở trong nước cho nên có màu đen hả ba? Cá sấu đâu? Thank you.